cô, các ông, các bà, cô dì, chú bác, các anh, các chị và bạn bè thân hữu của hai gia đình và hai cháu. Hôm nay ngày lành tháng tốt, hai gia đình chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai con chúng tôi là Hữu Nghĩa và Cẩm Nguyên. Sự hiện diện của quý vị là niềm hạnh phúc cho hai gia đình chúng tôi. Thay mặt cho hai gia đình, cho tôi gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị cùng gia đình. Xin trân trọng cảm ơn. Oh,